ngày 28 tháng 9 năm 2015 tại trung tâm hội nghị Adora Ngô Gia Tự quận 5 thành phố Hồ Chí Minh, lễ ra mắt dự án doanh nhân tỏa sáng đã diễn ra trong bầu không khí long trọng và khởi sắc. Đây là một dự án hoàn toàn mới lạ, lần đầu tiên được tổ chức với quy mô toàn quốc. Doanh nhân tỏa sáng hứa hẹn là một trong những sự kiện gây sức hút lớn trong cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp nói riêng và dư luận xã hội nói chung. Sau buổi họp báo ra mắt dự án là gala ra mắt các gương mặt tham gia doanh nhân tỏa sáng 2015, sự kiện diễn ra vào tối ngày 5 tháng 11 2015 tại trung tâm hội nghị Him Lam Palace, Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, trong bầu không khí trang trọng tưng bừng đầy cảm xúc và ấn tượng. Sân khấu gala rạng rỡ với những tia pháo sáng được chìm ngập trong những tràng vỗ tay kéo dài để chúc mừng sự xuất hiện của trên 100 gương mặt doanh nhân tham gia dự án. Một không khí thăng hoa cảm xúc và một tinh thần tự do đã bừng nở tại đêm gala này. Dự án doanh nhân tỏa sáng đã xây dựng một môi trường mới văn minh gợi mở và định hướng phát triển bền vững, tạo điều kiện cho doanh nhân được bộc lộ tiềm năng cá nhân và đam mê nghệ thuật, đồng thời đề cao trách nhiệm doanh nhân với cộng đồng xã hội. Các thủ tục đăng ký họp mặt ra mắt đã hoàn tất, hai nội dung tranh tài của cuộc thi doanh nhân tỏa sáng bắt đầu chuyển động. Ngày 25 tháng 10 năm 2015, vòng sơ tuyển bước nhảy doanh nhân đã chính thức diễn ra với bầu không khí bùng nổ của âm nhạc và những điệu nhảy sôi động. Tại sàn Dancebox, nhà tập luyện thể thao Phú Thọ, Lý Thường Kiệt, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh, bắt đầu cho hành trình chuyên môn có tính mới mẻ và đột phá của dự án doanh nhân tỏa sáng. Nhiều cặp đôi thí sinh doanh nhân đã ra sàn thi đấu với tất cả niềm đam mê và tình yêu với bộ môn khiêu vũ thể thao, giúp nghệ sĩ không thấy lãng mạn, cảm xúc phiêu linh trong thế giới uyển chuyển của âm nhạc và các điệu nhảy tại vòng sơ tuyển bước nhảy doanh nhân đã thêm một lần nữa khẳng định tính ưu việt và thích hợp của bản thi đấu này trong mùa doanh nhân tỏa sáng đầu tiên năm 2015. Sau sự thành công và ấn tượng của sơ tuyển bước nhảy doanh nhân ngày 7 tháng 11 năm 2015 tại phòng trà Vân Phạm Ngọc Thạch, thành phố Hồ Chí Minh, sơ tuyển tiếng hát doanh nhân bất ngờ tạo nên nhiều cơn mưa cảm xúc với gần 50 giọng ca cháy bỏng những đam mê. Tiếng hát doanh nhân ngay vòng sơ tuyển đã bất ngờ tăng nhiệt, vỡ òa trong những giai điệu âm nhạc và lời ca tiếng hát của những doanh nhân đang nung nấu quyết tâm tranh tài và tỏa sáng. Vòng sơ tuyển bước nhảy doanh nhân và tiếng hát doanh nhân đã hoàn thành. Ngày 11 tháng 11 năm 2015, tại tòa nhà Gia Thi Đào Duy Anh, quận Phú Nhuận, ban tổ chức đã họp mặt doanh nhân chính thức công bố kết quả sơ tuyển và danh sách doanh nhân chính thức bước vào vòng bán kết. Hạnh phúc dâng tràn qua ánh mắt và nụ cười của người chiến thắng tiếp tục hành trình, kể cả quý doanh nhân dừng lại ở ngưỡng cửa của vòng sơ tuyển cũng cảm thấy vui tươi và phấn khởi. Mười sáu cặp đôi với 32 gương mặt doanh nhân tham gia bộ môn thi vũ thể thao của hạng mục tranh tài bước nhảy doanh nhân đã so kè cùng 32 gương mặt thi ca hát hạng mục tiếng hát doanh nhân, cùng nắm tay nhau bước vào vòng bán kết. Thật sự đua tài, dốc hết đam mê và nhiệt huyết hướng đến danh hiệu đại sứ tài năng doanh nhân Việt 2015. Bước nhảy doanh nhân và tiếng hát doanh nhân đã chính thức giống lên nhạc hiệu khai mạc vào ngày 18 tháng 11 2015 tại nhà hát Bến Thành số 6 Mạc Đĩnh Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Ở chặng đường đua thứ hai này đã mang đến nhiều bất ngờ thú vị. Thêm một lần nữa, những gương mặt doanh nhân đã xuất hiện tự tin rạng ngời trên sân khấu vòng bán kết, ghi thêm vào hành trình của dự án những ký ức đẹp với một sự kiện đẳng cấp, quy mô và hoành tráng.
Tối ngày 24 tháng 11 năm 2015 tại Trung tâm Hội nghị Adora quận 7 thành phố Hồ Chí Minh, ban tổ chức dự án doanh nhân tỏa sáng 2015 đã họp mặt toàn thể doanh nhân tham gia vòng bán kết vừa qua để công bố kết quả những gương mặt doanh nhân chính thức tiếp tục hành trình hướng đến đêm chung kết. Khán phòng Adora gần như ngưng động trong tâm trạng hồi hộp của 64 gương mặt doanh nhân ở cả hai bảng tranh tài, bước nhảy doanh nhân và tiếng hát doanh nhân. Cuối cùng, những gương mặt thắng cuộc tại vòng bán kết đã được xướng danh và lần lượt bước lên sân khấu trong tiếng vỗ tay reo hò vang dậy của cả tập thể doanh nhân có mặt trong đêm công bố kết quả. Năm cặp đôi doanh nhân sẽ đi tiếp vào vòng chung kết hạng mục bước nhảy doanh nhân, bao gồm cặp đôi doanh nhân Vũ Thị Phong Lưu, Vũ Trọng Vĩnh, cặp đôi doanh nhân Nguyễn Thị Hoa, Lê Trần Tuấn Anh, cặp đôi doanh nhân Phạm Bích Ngân, Nguyễn Hoàng Minh, cặp đôi doanh nhân Lê Thị Ngọc Yến, Võ Văn Đắng và cặp đôi doanh nhân Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Trần Anh Thái. 10 doanh nhân sẽ tiếp tục đi vào vòng chung kết ở hạng mục tiếng hát doanh nhân 2015, bao gồm doanh nhân Trần Duy Khoa, doanh nhân Phương Bùi, doanh nhân Phạm Đăng Anh Thư, doanh nhân Trung Trần, doanh nhân Nguyễn Thị Khánh Linh, doanh nhân Phạm Xuân Thụy, doanh nhân Vũ Kim Anh, doanh nhân Hoàng Đức Huy, doanh nhân Nguyễn Hoàng Hải và doanh nhân Nguyễn Văn Thành. Đến cận kề giờ C, ban tổ chức mới tung ra danh sách chính thức thành phần ban giám khảo đêm chung kết. Bên cạnh những gương mặt thân quen đã từng làm việc tại vòng bán kết bước nhảy doanh nhân và tiếng hát doanh nhân như ca sĩ Cẩm Vân, nhạc sĩ Quy Tuấn, vũ sư trọng tài quốc gia Thái Bảo, vũ sư Bảo Bình, là sự góp mặt của hai giám khảo nổi tiếng cá tính có đòi hỏi cao về chuyên môn, thường xuyên xuất hiện trên màn ảnh truyền hình và quen thuộc với khán giả cả nước, đó chính là đạo diễn Lê Hoàng và biên đạo John Huy Trần. Top 5 cặp đôi bước nhảy doanh nhân và top 10 gương mặt tiếng hát doanh nhân hiện đang dốc sức luyện tập để thể hiện tài năng khiêu vũ thể thao và ca hát của mình trước hàng nghìn khán giả trong khán phòng nhà hát Bến Thành, hứa hẹn dâng tràn cảm xúc và ngập tràn không khí tưng bừng, trang trọng sôi nổi của ngày hội tranh tài dành riêng cho giới doanh nhân Việt Nam. Đêm chung kết doanh nhân tỏa sáng 2015 hướng đến danh hiệu Đại sứ Tài năng Doanh nhân Việt 2015 thực sự đang được tính từng giây. Toàn thể doanh nhân chính thức bước lên sân khấu tranh tài tối hôm nay 9 tháng 12 tại nhà hát Bến Thành đang ráo riết cho cuộc đọ sức quyết liệt và đầy kịch tính. Những gương mặt doanh nhân tranh tài vòng chung kết đã trong tâm thế sẵn sàng. Ban giám khảo đã được chính thức công bố, mọi sự chuẩn bị đang chờ đợi đến giờ rê khai mạc chung kết doanh nhân tỏa sáng 2015. Rất là cố gắng luyện tập chuẩn bị thật tốt để chơi hết mình trong cái đêm chung kết. Mình đã vào được tới đây thì mình sẽ cố gắng làm hết mình. Mà vô chung kết là sẽ cố gắng hơn 100%. Cái thắng thua không quan trọng. Quan trọng là mình sẽ cố gắng thể hiện hết mình. Cố gắng hết sức để làm sao xuất hiện trong ngày thi thật là chỉnh chu nhất. Bước vào chung kết này với một cái tấm lòng đó là muốn chia sẻ, muốn cống hiến. Mà chúng tôi đang thực hiện tiếp cái sứ mệnh của chúng tôi, thay cho các anh chị phải dừng lại để đi tiếp vào vòng trong. Làm cho tiết mục mình cũng được tốt, để cảm ơn ban tổ chức đã tạo ra một sân chơi này. Kính thưa quý vị khán giả và quý doanh nhân kính mến, vòng bán kết của cuộc thi doanh nhân tỏa sáng đã khép lại với một kết quả rất tốt đẹp và tinh thần đầy phấn khởi. Thay mặt cho những người thực hiện dự án doanh nhân tỏa sáng 2015, chúng tôi trân trọng gửi đến toàn thể quý anh chị doanh nhân lời chúc sức khỏe, năng lượng và tràn đầy niềm tin để thật sự tỏa sáng trong đêm chung kết với nhiều hứa hẹn tốt đẹp và đầy ý nghĩa. Trân trọng cảm ơn.